Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng bạn trở lại với channel Chém Game. Sát thủ là chất tướng được yêu thích nhất bởi đây là các vị tướng luôn đề cao việc ăn mạng và giao tranh, hay đơn giản hơn là đi gank liên tục cùng đồng đội. Một số vị tướng không thuần sát thủ nhưng lại có thể đưa bản thân trở thành các vị tướng sát thủ nguy hiểm. Ad làm video về các vị tướng được tăng giảm sức mạnh tại phiên bản mới rồi. Nếu anh em nào chưa xem thì vào phần mô tả nhé. Nên chắc anh em hình dung ra các vị tướng nào đang được mong chờ, cùng Ad tìm hiểu và đưa ra dự đoán về các vị tướng sát thủ đang được anh em chờ đón nhất tại phiên bản mới này nhé. Top 5, Zephyr. Phiên bản beta 14 đấu trường sinh tử đánh dấu sự trở lại mạnh của Zephyr trong vai trò đi rừng khi liên tục được nhiều game thủ chuyên nghiệp sử dụng trong giải. Nhưng khi meta thay đổi một chút, ưu tiên các vị tướng xạ thủ có khả năng đẩy đường và ép trụ tốt tại meta 15, thì giờ đây các nhà phát hành lại phải tiếp tục tăng sức mạnh bằng việc tăng sát thương phép chiêu cuối của Zephyr, giúp cho các cú nhảy của Zephyr mạnh hơn và khó chịu hơn. Chắc chắn với các cú nhảy chất lượng, dồi dào sát thương phép và vật lý này đủ giúp cho Zephyr có một combo đáng sợ nhất khi tất cả các đòn đánh chiêu thức của Zephyr kèm hàng tá sát thương theo. Top 4, Ryoma. Trở lại mạnh tại phiên bản mới, Ryoma dù bị giảm tầm chiêu 2 ở phiên bản trước beta 15 nhưng không hề gì anh em ơi. Ryoma bây giờ hồi phục rất mạnh, một con bài đáng để đi rừng hoặc là solo đều ok. Ryoma không dùng năng lượng đúng không? Ryoma hồi chưa nhanh đúng vậy, nên bạn đừng lo lắng hết máu. Nếu có lính quái bên cạnh cứ dùng và hồi phục mà thôi. Đó là điểm đáng sợ từ Ryoma, sát thương có, hồi phục tốt từ mọi đối tượng, nên chơi và mua Ryoma tại phiên bản mới này nhé. Top 3, Zeal. Một con bài nổi lên bởi khả năng solo đường không được đánh giá quá cao, nhưng tiếp cận chủ lực địch lại cực tốt. Sau vài phiên bản bị lép vế ở phiên bản sắp tới, Zeal được hưởng lợi khá nhiều từ chiêu cuối ngắn hơn, hạn chế lao vào nhiều đối tượng nhằm giảm sát thương. Thì lần này, Zeal sát thương sốc hơn. Chưa kể, việc món đồ phép mạnh hợp với Zeal như là giày thuật sĩ và mặt nạ lại hợp với nội tại của Zeal. Quá tuyệt vời đúng không nào? Top 2, Klinak. Sau rất nhiều phiên bản thì Klinak vẫn đang được tiếp tục tăng sức mạnh. Các chỉ số công vật lý được tăng thêm, giúp cho khả năng sốc thương của Klinak trở nên mạnh hơn, cộng thêm khả năng dọn quái rừng cũng như ăn mục tiêu lớn cực nhanh. Liệu có giúp Klinak trở lại phụ thuộc rất nhiều vào các bạn. Lưu ý khi chơi Klinak đó là đây là vị tướng sinh ra để chơi lan cầu tuyết và kết thúc trận đấu mau chóng. Nếu bị kéo dài đến cuối game thì cơ hội được ăn hành là rất cao, vậy nên cần sử dụng đúng đội hình nhé anh em ơi. Top 1, Emily. Emily đã xuất hiện bên lanh đài và cho thấy độ hot khi được các game thủ đi đường hoặc đi rừng tập luyện như là Rush, Sun, Juzon với khả năng khống chế và dồn sát thương tốt. Chưa kể, điểm mạnh nhất là khả năng đu bám mục tiêu. Chỉ cần để Emily tiếp cận thì việc tháo chạy là cực kỳ khó, đặc biệt là bạn nếu không có khả năng cơ động. Trên đây là top 5 vị tướng sát thủ được mong chờ nhất tại phiên bản beta 16 này. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video này nhé. Hey, xin chào tất cả anh em nha. Đây chính là vị tướng Emily anh em ạ. Emily là một vị tướng được ra ở đánh đài rồi và hiện tại thì mình đang chơi ở bên đánh đài. Hiện tại chỉ sau 2 ngày chơi thì mình hiện tại đang vất vưởng ở rank bạch kim. Nói chung là ở cái đánh đài này đầu chúng ta khi mà làm bậc newbie ấy thì chúng ta không có ngọc ấy thì thực sự là leo rank khá là khó anh em ạ, đặc biệt là khoản đi rừng. Chỉ vậy tôi lựa chọn đó chính là khoản đi solo đường cho nó bớt khó khăn hơn chút anh em ạ. Vị tướng này sử dụng cái bảng ngọc rất là đơn giản thôi anh em ạ. Ngọc đỏ là ngọc đỏ và ngọc xanh là xuyên giáp nha anh em ơi. Còn là ngọc tím của chúng ta là đánh luôn này, không phải sợ anh em ạ, quất luôn, đừng ngại ngần, đánh đi đừng ngại ngần bạn ơi, đánh đi gấu ơi, gấu ơi đánh đi, chạy đâu gấu ơi, chạy đâu, chạy đâu, hí, đánh đi định KS của mình kìa. Vị tướng Emily này có đặc điểm như sau nhá, khi mà 1v1 ấy thì lượng sát thương gây ra là rất là nhiều, bắn chiêu 1 vừa làm chậm đối thủ, mình lại được tăng tốc độ chạy. Anh đó bạn ơi, nó chạy kìa. À đấy mà ở xa trụ là tôi tốc biến lên và quật quật luôn anh em ạ. Chiêu 2 có khả năng khống chế khá là ổn, chủ yếu là đẩy lùi một chút và sau đấy là tấn công tẹo và làm choáng. Nói chung là khá thú vị chứ. Đây là chiêu 2 rất là đáng sợ nha anh em ơi. Nếu bạn làm vị tướng như là Ryoma chẳng hạn, khi mà đối đầu với Emily thì khi các bạn sử dụng chiêu cuối thì phải đợi cho Emily đá chiêu 2 trước nhá. Nếu không các bạn mà chiêu cuối trước Emily cần đá chiêu 2 thôi là bạn mất hoàn toàn chiêu cuối và bị cô nàng này bán hàng ngay. Tại sao mình lại mua một cái dây chuyền ma pháp để tăng năng lượng? Muốn lúc khởi tướng này thì khá nhiều lượng anh em ạ, đánh luôn. Tôi lại sợ bông chắc. Ai thì cũng sợ gấu nhá. Vị tướng Emily này hoàn toàn có thể đấu lại được ngang cơ với vị tướng quan đấu của mình nhanh em ơi. Khô máu ngay từ cấp độ 1 hoặc là cấp độ 2 hoặc là cấp độ 4 hoàn toàn khả thi nhá. Và có thể đi đôi công với các vị tướng khác hoàn toàn ok.
Vị tướng này có một câu rất là huyền thoại, đó chính là chỉ cần có năng lượng thì không bao giờ lo hết máu. Tại vì sao? Đây chương 1 nhá. Hello baby, chết nhỉ. Đó, vị tướng Emily này, một là đi rừng cầm trực trị, không thì là đi đường chúng ta cầm tốc biến thì mới tạo được đột biến để mà công phá hàng sau của đối thủ anh em ạ. Nếu mà anh em cầm bộc phá ấy, thực sự hiệu quả nó không quá cao đâu. Cầm tốc biến là hiệu quả tốt nhất. Khả năng hồi phục của vị tướng này khỏi nói, nhưng mà khả năng dùng năng lượng từ chiêu 2 là rất nhiều. Chứ vậy anh em chủ yếu là dùng chiêu 1 thôi nhá. Vừa hồi máu lại vừa đánh gấu rỉa tầm lan tỏa được, nên là lính quái. Chứ bạn mà sử dụng chiêu 2 nhiều thì tôi sợ là năng lượng của anh em không đủ để mà dùng đâu. Bắt buộc phải mua cái dây chuyền mang pháp của tôi kìa, 120 vàng bỏ ra để mua, để mà tránh tình trạng mà chính là không còn năng lượng để mà sử dụng. Mình chơi vị tướng này vài ba trận rồi thì mình cảm thấy được rằng vị tướng này tình trạng thiếu năng lượng là rất nhiều. Bắt kịp chúng ta. Ok, vậy là mình vừa xin được cái mạng trợ thủ, quá tuyệt vời đúng không nào. Vị tướng này đánh giống vị tướng nào ta, để mình giúp cho anh em nhá. Nó đánh giống một chút rất là khô máu mạnh của Omen đầu game. Đánh luôn. Sợ ông chắc. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu, còn tung biến anh em ạ. Được rồi. Quan tâm. Vị tướng này thì cái độ cơ động nó chủ yếu là phải dựa chiêu 2. Chính vậy chúng ta chiêu 2 và chiêu 1 nhé. Chiêu 1 thì các bạn phóng chúng quái lính hoặc là mục tiêu bầu trời luôn. Ăn hàng bạn ơi, ăn hàng. Wow. Một chút thôi anh em ạ. Một chút thôi là mình được nằm viện đấy. Phải biến về nhà ngay thôi. May quá, đang đốt ở bên trên kia. Nếu không thì thực sự rất là nguy hiểm cho mình. Vị tướng này đánh ra tuyệt vời anh em ạ. Được các game thủ chuyên nghiệp hoặc là các top thạch đầu ở bên Đài Loan rất là trọng dụng vị tướng này. Thì mình tin chắc rằng vị tướng này khi trở về Việt Nam làm cơn sốt thực sự. Và mình đang thực sự rất là lo lắng cho vị tướng Emily ở đây. Mình rất là lo lắng liệu vị tướng này có bị nhốt ở kho báu tiếp theo hay không. Đó là một cái sự lo lắng đáng có của mình khi đối với vị tướng Emily này. Ở trong tháng 9 này mình nghĩ là bên Việt Nam sẽ không ra vị tướng Emily đâu anh em ạ. Tại vì sao? Mình nghĩ là người ta sẽ ém hàng để mà ra vị tướng khác trước, để mà Emily cho đợt sau. Mà nếu đến đợt sau hoặc là đợt sau sau ấy, thì nguy cơ Emily bị lên bàn mổ, tức là bị lên kho báu là rất là cao anh em ạ. Anh em thấy được rằng thằng gấu kia nó hoan được mình rồi, thành ra nó chạy ra đường mít luôn. Emily đập trụ hay là đánh người hay là đánh lính quái hoặc là bất kỳ quái sừng ở đó, chỉ cần là một đối tượng thôi sát thương là rất nhiều. Anh em nhìn các đoạn đánh đi đấy, quá là bá đạo luôn nào đấy. 256 lại còn thêm 500 hơn, anh em nhìn nhá, các đoạn đánh thường đấy. 476 478, quá là gắt luôn nào. Ôi trời luôn bạn ơi, khống chế và chơi nào. Mình đang có lợi thế rất nhiều, chính vậy chúng ta không vì gì phải ngại ngần cả. Hy vọng là cái hết được anh nhỉ. Em xin. Yeah. Cái bùa lợi ở rơi quỷ ở trong phiên bản Đài Loan này, hay còn nói một cách khác, từ là anh em nào muốn trải nghiệm ấy, chơi. Bắt luôn, bật chung cuối bắt luôn. Mình có tốc biến không phải sợ anh em ạ. Đấy, tốc biến lên trước luôn, đá, đập. Sát thương là rất là tuyệt vời anh em ạ. Chiêu cuối này vừa tăng giáp lại gây sát thương rất nhiều. Nói chung là hóa siêu nhân gao và tiêu diệt cái thanh niên gấu trúc panda. Rất là đơn giản đúng không nào. Mình sẽ bắt thử thanh niên rát là xem nào. Không đủ sát thương kìa. À có con hàng anh em ạ. Có con hàng. Tiếp cận. Tốc biến nhanh thật. Nếu mà hắn ta tốc biến ấy, chắc chắn mình sẽ bắt được thôi. Van sai vị trí rồi. Thanh niên này bị bắt rồi. Mình lại tiếp tục đẩy đấy anh em ạ. Hy vọng là ăn được cái trụ này. Cứ kỳ vực đây. Chơi luôn. Ăn luôn. Ok, tôi lên chiếc cuối rồi, ăn hàng ngon luôn. Đó, khi mà đánh nhau ấy, anh em mình phải sự kết hợp chuẩn một chút thì nó mới tiện được. Đây, anh em nhìn nha, tôi bắn chiêu 1 hồi phục rất là nhiều lúc nào. Cứ một lần chiêu 1 là 5 giây anh em hồi phục 500 lượng máu. Nên đó là cái lý do vì sao tôi nói Emily là vị tướng chỉ sợ không có năng lượng mà thôi. Chứ còn hồi phục cô nàng này hoàn toàn có thể hồi phục một cách đơn giản cho anh em. Để trụ phán đính thôi. Vị tướng này cũng cần một chút trang bị thì đánh đầu game nó mới tốt anh em ạ. Còn không thì đánh 1v1 thì rất là ok luôn. 1v1 rất là ok với tất cả các vị tướng khác. Nó là vị tướng đấu sĩ. Theo mình thì kia một chút sát thủ vào nhiều hơn. Gắt vậy. Nè, may mà còn né được cái pha chiêu cuối của thanh niên rát anh em ạ. Đó, khi mà hóa siêu nhân gao thì tất cả mọi thứ đều được cường hóa lên. Nhìn rất là đẹp từ chiêu 1, chiêu 2. Mình tại sao lại không mua cái bộ trang phục kia. Mặc dù bộ trang phục kia giá là 300 quân huy, nhưng mà đó là phải là một bộ trang phục có hiệu ứng. Thứ hai là bộ trang phục đó che đi các điểm sexy của vị tướng Emily này. Vì vậy mình không muốn mặc một bộ trang phục mà nó che đi cái điểm đẹp, gợi cảm và quyến rũ nhất
tướng Emily. Nói chung ở đây bên Tách Đài thì mình chẳng biết là bọn nó nói gì anh em ạ. Ra là phải giao tiếp bằng một là tiếng Anh hoặc là bằng tiếng khác chơi luôn. Ồ, phần này là mình tiết kiệm tốc biến nha anh em ơi. Tại mình không dám chắc là thằng Dark này còn chịu cuối hay không. Nếu không mình sẵn sàng là tốc biến lên và chơi anh ta luôn. Thử nhá. Rồi, chạy. À, anh ơi, vừa xong rồi anh ạ. Vừa xong rồi. Hơi ảo tưởng sức mạnh một chút rồi anh em ạ. Mình không ngờ có thanh niên. Nếu mà không có Dark ở đấy thì chắc chắn mình tin tưởng rằng với bộ chiêu thức này, với chiêu cuối của mình hoàn toàn có thể rút chạy xuống đường hạt công và bỏ chạy an toàn. Gấu bị rất là thọt rồi. Xuống đường trên hay lên đường dưới đều bị băm hành rất nhiều. Kéo hơi bị gắt đấy. Wow, con nắc đốt ở đây rồi. Chắc đốt là Fio. Không phải đang farm. Nói chung là team mình đang có rất là nhiều lợi thế anh em ạ. 16-5 đang là tỷ số hiện tại của bọn mình. Đánh hơi bị gắt đấy. Chúng ta tiếp tục áp sát nào. Đây, anh em thấy được rằng cái lượng sát thương mình gây ra lên các quái rừng là rất nhiều đúng không nào. Nhưng mà đặc điểm rất hay ở trong beta 16 này ở quái rừng đó anh em biết chưa. Mình có làm video gì đó, đó chính là càng về cuối game ấy thì lượng vàng mà quái rừng đưa ra cho mình ấy thì càng nhiều hơn. Và anh em cần phải lưu ý được rằng cái lượng vàng ở sau phút thứ 12 ấy nó sẽ là 3 vàng trên 1 giây. Còn trước phút thứ 12 ấy là 2 vàng trên 1 giây. Đó là lượng vàng tăng trưởng. Anh em thấy được rằng cái lượng vàng tăng trưởng này hoàn toàn là cao so với ở trong phiên bản hiện tại ở trong beta 14, tức là chung kết thế giới đó. Đây là beta 15, à 16 chứ, đây là beta 16 nhá. Beta 14 là đấu trường chính tử, beta 15 là chung kết thế giới và đây là beta 16 mang tên gọi là chiến trường 0. Đây là tên quốc tế của bên Nhật và Đài Loan. Còn thực sự thì khi mà sang bên bản Việt Nam thì mình biết là bọn mình quyết định là chắc là ăn con dùng ám cho anh em xem nhá. 10 phút 06 đây, dùng ám vừa ra nha anh em ơi, cứ 10 phút lại ra một lần. Và sau khi ăn dùng ám xong mình sẽ nhận một cái thuốc người ta gọi là quà bóng tối và anh em chờ xem nhá. Đây, Sơn Nguyên Mô Lông Khơ Đỡ Ý Bê Chí Bài. Anh em mà ăn xong dùng thì nhớ ăn quà bóng tối nhá, nếu không thì cái địch có thể ăn hình xem cho bạn ấy. Đấy, màn xuất hiện của quái bùa đỏ rất là kinh dị đúng không nào. Nhìn cảm giác như là vừa trồi lên từ đâu không bằng ấy. Bọn mình lại phải tiếp tục để đường anh em ơi. Team bạn thủ đường hơi bị gắt đó. Ui chà, gắt rồi. Rồi xong rồi anh em. Chạy chúng ta. Thấy chưa? Anh em thấy cái quà dùng hạ ám chưa? Chính nhờ cái quà kia cho mình 0.5 trạng thái bất tử và hồi lại cho mình 1.000 cộng 10% lượng máu tối đa. Giúp cho mình vừa có một pha, người ta gọi là một bàn thua trông thấy, chạy thoát được. Thủ trụ ra sao ở trong tình cảnh này? Cấu thì một chút là chủ rồi. Đó, cơ động vẫn chưa anh em. Chưa một của tôi là bây giờ cắt bắn là hồi lại 600 máu nha anh em ơi. Bắn là vẫn sử dụng đấy. Đó, 595 tùy theo cái lượng sát thương mình gây ra hay sao ấy. Đấy, 602. Lạ nhỉ, bây giờ nó tính được kiểu gì ta? Nhưng mà cái sự chênh lệch của sát thương nó quá nhiều như vậy. Bây giờ tiếp tục là bùa xanh ra nha anh em ơi. Nếu mà vị tướng MD này có bùa xanh ấy thì nó đã tuyệt vời hơn anh em ạ. Tuyệt vời càng tuyệt vời hơn. Tại vì cái thời gian hồi chiêu của MD là ít rồi đúng không nào. Với lại cô nàng này là sử dụng năng lượng. Nếu mà có thời gian hồi chiêu nhanh ấy thì cô nàng này càng đáng sợ hơn. Chúng ta sẽ ở đây để mà nấp một chút nha. Xem có thể bắt được vị tướng Bio này hay không. Rất là khó đúng không nào. Bio ở trong phiên bản này rất là đáng sợ anh em ạ. Ui đấy chưa. Chiêu cuối may mà lượng sát thương mình ít đấy. Chiêu cuối chiêu hai được tăng sát thương rất là nhiều. Đó chính là từ Fio. Sao lại bảo là cái chiêu này bây giờ nó hot như vậy trong phiên bản hiện tại. Và tôi tin chắc rằng ở trong phiên bản beta 16 này, các fan của Fio lại ui ăn vừa vừa các bạn ơi. Yểm Mô Sơn Khải Sa, Ý Bê Chí Bài. Lợi tấn công nghe bạn là bùa lợi chỉ sát bạo chúa. Bùa chỉ sát này thì nó rất là bá đạo luôn. Thì vậy ở trong phiên bản 16 này anh em được hết sức cẩn thận. Mình hiện tại đang có cái lượng vàng rất là nhiều trong team rồi. Vẫn tiếp tục phải là để trụ và ép đường thôi anh em ơi. Đánh rất là khó khăn. Mình đang cố thủ ở đây. Đây luôn thanh kiếm đây. Đây là cái lối trang bị rất là tuyệt vời mình muốn dành tặng cho các bạn nha đây. Và trang bị cuối cùng đó chính là một cái giáp hộ mệnh.
phiên bản mới anh em ạ. Giáp hộ mệnh phiên bản mới chúng ta chỉ có thể hồi sinh được 2 lần thôi. Sau 2 lần thì chúng ta không còn cơ hội hồi sinh. Chơi này. Quỷ mới. Chiếc Vita đây. Đó, bắt vài ô chưa đã. Ôi ôi. Tung biến rồi anh em ạ. Trời chạy 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 chạy. Em chạy làm gì được nhau? Làm gì được nhau? Rồi chạy thôi, chạy thôi. Luka kìa. Tao lại sợ mày quá. Chơi luôn. Này thì Zuka này thua ai thì làm sao mà thua được Zuka đúng không nào? Đấy, rất là tuyệt vời. Chắc là kết thúc video ở đấy thôi anh em ơi. Tại vì cái clip này lúc mình quay ấy, thế méo nào đang cái quay cái đoạn cái cần. Điện. Thế là cái phần mềm quay của mình lại stop đi. Thật là buồn. Không sao. Qua cái video tạm thời là 13 phút này thì chắc hẳn anh em biết được sức mạnh của Emily tướng có thể trở thành tướng sát thủ đáng gờm đúng không nào? Mặc dù chất tướng chỉ là đấu sĩ thôi nhá, nhưng mà có thể trở thành vị tướng sát thủ đáng gờm và đáng mong đợi. Anh em đánh giá ra sao về vị tướng Emily và phiên bản mới này? Đừng quên để lại đánh giá của mình dưới video nhé. Và các bạn đang ngóng chờ vị tướng nào? Để ủng hộ F, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.